Hello class, hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các bạn các từ vựng trong trình độ Flyers. Đây là trình độ khó nhất trong cấp tiểu học đúng không? Cho nên với lại có rất là nhiều từ trừu tượng, nếu mà dùng hình ảnh để minh họa thì cô sợ là các bạn không có hiểu nghĩa được của từ đó. Cho nên ở trình độ Flyers cô sẽ dịch sang tiếng Việt một vài từ nếu như cô cảm thấy là khó hiểu đối với các bạn nha. Ok, welcome to Flyers level. Are you ready? Now listen and repeat after me. The topic today is family and friend. Wife. Wife. Vợ ha. Married. Married. Kết hôn. Last name. Last name. Surname. Surname. Là họ. Họ mấy bạn nha. First name. First name. Tên. Single. Single. Độc thân. Middle name. Middle name. Tên ló. Husband. Husband. Chồng. Ok, that's all for the topic family and friend. Goodbye.